Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Head Honda Hồng Đức. Thì ngày hôm nay em sẽ quay cho các bạn xem về khu vực showroom của cửa hàng Honda Hồng Đức 10 với mẫu xe Future. Và trước mắt các bạn đây là những cái phiên bản màu đậu sơn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thì để thay đổi thêm nhiều cách nhìn khác biệt và cũng như là đa dạng hơn về màu sắc, thì mẫu xe Future là một trong những cái chiếc xe số mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm, cũng như đang là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng. Nên là An sẽ quay cho các bạn xem thêm một số phiên bản đậu sơn mới, cũng như là một số cái món phụ kiện trang trí cho xe, chẳng hạn như là gỗ mặt nạ này các bạn, hoặc là đèn Zimbabwe cũng như là đèn Audi nha các bạn. Thì trong video này em sẽ cập nhật lại giá một lần nữa, cũng như là chương trình khuyến mãi đang áp dụng dành cho mẫu xe Future. Thì đầu tiên thì em xin phép được nhắc lại địa chỉ cửa hàng là Head Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của em và Hồ sẽ có để trên màn hình nha các bạn. Các bạn có thể là gọi điện trực tiếp nè, hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn. Thì khi mà các bạn Zalo thì bên An sẽ dễ dàng gửi hình ảnh cho các bạn xem nè, cũng như là gửi vị trí cửa hàng hoặc là các bạn tính trả góp cho mình ha. Thì các bạn biết đó, thì mẫu xe Future Honda Việt Nam mình đang cung cấp với 3 phiên bản. Bản tiêu chuẩn là bánh căm thắng đĩa là màu xanh, bản cao cấp là phiên bản bánh mâm thắng đĩa bao gồm là màu xanh đen, trắng đen và màu đỏ đen. Và bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có màu xanh xám và màu đen nhám nha các bạn. Thì hiện tại thì bên cửa hàng An đang có chương trình là ưu đãi bứt phá chốt xe thả ga. Thì mình mua xe Future, các bạn sẽ được tặng là một phiếu giảm giá phí đăng ký xe là 500.000 đồng chị thẳng trực tiếp trên giá trị xe. Các bạn sẽ được tặng gói quà tặng bao gồm mũ bảo hiểm nè, áo mưa, móc khóa nè, và chế độ bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 km. Bên cạnh đó thì sẽ tặng luôn cho các bạn một cái phiếu mua hàng trị giá là 500.000 đồng. Thì phiếu mua hàng này các bạn có thể là gắn ba ga nè các bạn, hay là các bạn có thể gắn gỗ nè. Và đặc biệt thì hiện tại bên em đang có độ lên cái chói đèn Zimbabwe màu xám khói nè, đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ có luôn đèn Audi nha các bạn. Khi mà các bạn mua xe này, các bạn có phiếu mua hàng 500.000 này, các bạn muốn gắn lên đèn Audi hoặc là đèn Zimbabwe thì các bạn sẽ được trừ trực tiếp là 500.000 trên giá trị những cái món phụ kiện này. Thì những cái phụ kiện này thì bên cửa hàng của em sẽ giảm cho các bạn 30% ha. Các bạn thấy là xe lên, khi mà lên hai cái mẫu đèn này thì xe nó rất là, thứ nhất là nó ngầu, thứ hai là nhìn nó đẹp và nó lạ đúng không ạ? Còn hệ thống đèn Audi thì các bạn nào mà đã sử dụng rồi các bạn biết đó, thì nó đang có rất là nhiều cái hướng chuyển đổi màu khác nhau theo sở thích của mình. Mình cài qua app đó các bạn, hoặc là các bạn có thể là lựa chọn nhiều cái tông màu hay là cái sở thích rất là nhiều đúng không ạ? Còn đèn Zimbabwe thì bên cửa hàng của An sẽ có là chói đèn màu khói như thế này hoặc là màu trắng nha các bạn, đều có nha. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì khi mà các bạn sở hữu mua thêm những cái món phụ kiện như là đèn Zimbabwe hoặc là đèn Audi thì bên cửa hàng An sẽ có bảo hành cho các bạn ha, bảo hành cho các bạn luôn. Và hiện tại thì An sẽ cho các bạn xem thêm một số cái màu sơn cực kỳ là lạ luôn ạ. Kế bên thì chúng ta sẽ có phiên bản màu trắng, trắng đen tem vàng các bạn. Thì phiên bản này là phiên bản sơn tem, thì màu sơn sẽ được bảo hành 3 năm. Thì đối với những cái phiên bản màu trắng đen thường á, thì nó đã là nhiều khách hàng thấy rồi, nhưng mà để tăng thêm cái sự khác biệt và lạ mắt thì bên cửa hàng của An lại có độ sơn rất là nổi bật và đẹp các bạn. Và sau đây thì An xin phép được cập nhật về giá xe nha. Hiện tại thì mẫu xe Future bên cửa hàng An giá nó chỉ dao động từ khoảng 35 triệu rưỡi thôi nha các bạn, giá tùy theo phiên bản và tùy theo màu sắc, chỉ dao động từ 35 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn mua trả góp trả trước 20% sẽ có gói lãi suất là 0.79 nhận cà bẹt gốc, thời hạn góp lên đến là 2 năm. Trả trước 20% thì nó đâu đó tầm khoảng 7 triệu của các bạn, là 20%. Còn nếu như các bạn muốn trả trước là vài triệu, như mình không có đủ khoản thu nhập là 7 triệu như hiện tại đi, thì các bạn có thể trả trước 1, 2 triệu, 3, 4 triệu thì vẫn được. Không trả trước thì vẫn lên hồ sơ được nha các bạn. Không trả trước thì vẫn lên hồ sơ được. Thì hiện tại bên cửa hàng của em sẽ có hỗ trợ là lên hồ sơ online nè, hoặc là kiểm tra căn cước của các bạn xem có mua trả góp được hay không, hay là chúng ta đang có nhiều tín dụng quá có mua được nữa hay không, thì đều có hỗ trợ miễn phí nha. Và chứng từ thì chỉ cần có căn cước công dân và điện thoại các bạn là đã lên hồ sơ mua trả góp được rồi. Thủ tục thì nó rất là đơn giản. Thì đối với trả góp thì hiện tại bên cửa hàng của An đang có hỗ trợ liên kết với các công ty tài chính, đến 5-6 công ty tài chính các bạn, thì nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau như là không thẩm định nè, không cần xin số người thân nhiều nè, vân vân, rất là nhiều. Và các mốc góp thì nó đa dạng từ 9 tháng, 12, 15, 18 và 24 tháng, rồi có 36 tháng nha các bạn. Thì tùy theo cái mong muốn của các bạn thì nó sẽ những cái gói lãi suất nó phù hợp hơn. Nó sẽ có những cái gói lãi suất phù hợp hơn nha các bạn. Và đối với chương trình thu cũ đổi mới thì các bạn biết đó, bên cửa hàng ngay đang có hỗ trợ với hai hình thức. Thứ nhất là đổi xe qua mua xe mới bằng hình thức tiền mặt hoặc trả góp với lãi suất ưu đãi thì các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu nè. Còn nếu như các bạn muốn đổi qua chương trình góp không lãi của thu cũ đổi mới thì các bạn chỉ cần trả trước 20% và khoản vay lại là 30 triệu, thời hạn góp trong vòng 12 tháng nha các bạn, sẽ được hỗ trợ góp không lãi.
xe cũ thì bên cửa hàng An sẽ hỗ trợ thu lại với tất cả các dòng xe luôn. Và sau đây thì em mời các bạn xem phiên bản màu đỏ nhám nha các bạn. Cái màu này nó cũng là cực kỳ mới lạ. Các bạn biết đó, Honda Việt Nam mình nó chỉ cung cấp phiên bản màu đỏ đô mà đỏ bóng các bạn. Thì có nhiều khách hàng lại muốn cái màu đỏ nó lại khác biệt hơn. Thì bên em nó có như đỏ manet, đỏ hoa văn nè, hoặc là đỏ candy á, là màu đỏ tươi các bạn, đỏ tươi đấu tem. Và bên em đang có phiên bản này cũng cực kỳ mới, đó là phiên bản màu đỏ nhám, vẫn là sử dụng cái tem 3D. Thì cái tông màu đỏ nhám này sẽ giúp cho xe của các bạn nó sẽ khác biệt hơn, nó lạ lẫm hơn. Và những cái chi tiết màu đỏ nhám nhìn nó rất là lạ đúng không ạ? Bên cạnh đó những cái tem xe như là chữ Honda nè, hay là chữ BCMFI nè, sẽ được là sơn cách điệu nè. Và những cái phần vị trí yếm này các bạn thấy nó là màu, không phải là màu đen nha các bạn. Không biết là các bạn nhìn qua màn hình các bạn có thấy rõ không, nhưng mà nó không phải là màu đen nha các bạn, nó không phải là màu đen nha các bạn, nó sẽ là một màu đen đỏ đậm nha các bạn. Thì hiện tại các bạn sở hữu những cái phiên bản sơn độ thì các bạn sẽ được bảo hành màu sơn lên đến là 3 năm kể từ ngày mua nữa, đảm bảo về cái chất lượng cho các bạn sử dụng. Và bên cạnh đó thì phù hợp với những cái sở thích của mình, và bên cà vẹt xe thì nó sẽ đúng với màu thực tế để cho các bạn mình sử dụng nó an toàn hơn, nó đúng lực hơn nha các bạn, đúng lực của mình. Thì bên An bảo đảm với các bạn khi mình mua những phiên bản sơn độ thì các bạn sẽ đúng cái màu thực tế trên cái màu cà vẹt để mình lưu thông. Còn chương trình khuyến mãi thì bên cửa hàng An vẫn đang áp dụng song song hết. Và An xin phép được nói sơ nét về cái chiếc xe Future này một xíu nha các bạn. Ở đây thì An có, hồi nãy An có nói là cái đèn tailgate màu, cái chó đèn màu bạc màu trắng các bạn, thì ở đây cũng có gắn sẵn luôn nè, các bạn có thể xem thực tế nè. Nếu như các bạn nào thích cái sự sáng sủa thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản này, còn các bạn thích cái sự ngầu thì giống như các bạn chọn cái màu sống có nãy. Và ở đây thì bên An đang có gắn một cái gỗ trưng cho các bạn xem luôn, rất là đẹp. Thì màu nào bên An cũng gắn gỗ thì được hết nha các bạn, màu nào cũng gắn gỗ được hết nha. Và An sẽ chia sẻ một số về chiếc xe Future các bạn. Nếu mà bạn nào mình chưa có thời gian quan tâm, hoặc là các bạn đang mới dự định mua xe thôi, thì An sẽ chia sẻ cho các bạn rõ hơn. Thì Honda Future này là mẫu xe số cao cấp nhất của Honda hiện đại cung cấp cho quý khách hàng tại thị trường Việt Nam. Với động cơ là 125 nè, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, khả năng tiết kiệm là 1.47 lít trên 100 km. Thì hiện tại con số tiết kiệm nhiên liệu này đang là mẫu xe top 1 của Honda Việt Nam về khả năng tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Top 1 là đứng đầu nha các bạn. Thì trong tất cả các mẫu xe luôn thì Future là tiết kiệm nhiên liệu nhất. Bên cạnh đó, với một cái thiết kế vô cùng là sang trọng và nhiều cái tiện ích như là sử dụng đèn pha LED nè. Nếu mà các bạn sử dụng xe zin thì đèn nó vẫn là đèn LED rồi nha các bạn. Ổ khóa đa năng 4-trong-1 nè, cốp đựng đồ rộng nè, có thể để được một cái mũ bảo hiểm cả đầu hoặc là nhiều vật dụng cá nhân khác. Cũng như là các bạn sẽ có dung tích bình xăng là 4.6 lít để mình có thể làm đổ xăng nhiều hơn khi mình sử dụng. Thì vừa rồi em vừa chia sẻ cho các bạn cập nhật là giá chương trình khuyến mãi, cũng như là cho các bạn thấy về những cái phụ kiện theo xe của mẫu xe Future, về đèn Audi nè, đèn tailgate cũng như là gỗ xe hoặc là phụ kiện trang trí. Thì các bạn đang quan tâm về mẫu xe Future thì hãy để bình luận giúp em. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.